Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế hội nhập và cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt như hiện nay, thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải xây dựng được uy tín thương hiệu cho riêng mình. Uy tín thương hiệu không chỉ là đòn bẩy giúp các doanh nghiệp tạo dựng niềm tin mà còn giúp tiếp cận gần hơn với khách hàng. Đây cũng là đích đến mà nhiều doanh nghiệp tại Lâm Đồng đang hướng đến. Ghi nhận của phóng viên thời sự nhân ngày quyền người tiêu dùng 15 tháng 3. Là doanh nghiệp có gần 20 năm hoạt động tại thành phố Đà Lạt và vùng lân cận, với ngành nghề chính là điện dân dụng và các sản phẩm đèn trang trí. Công ty Phước Tân, đóng tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, thành phố Đà Lạt, luôn xây dựng cho mình chiến lược kinh doanh gắn với nâng cao chất lượng, thương hiệu cho doanh nghiệp. Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động của ngành xây dựng nói chung, song đơn vị vẫn luôn tuân thủ các quy định kinh doanh, nhập hàng hóa đảm bảo nguồn gốc, chất lượng, đồng thời niêm yết công khai giá cả trên từng sản phẩm. Thứ nhất là chuyện chọn những đối tác cung cấp hàng hóa, nó phải uy tín về chất lượng và có một cái chế độ hậu mãi cho khách hàng, bảo hành bảo trì tốt nhất cho khách hàng. Trong quá trình mà tư vấn với khách hàng thì tất cả sản phẩm thì phải tư vấn đúng chất lượng, đúng mẫu mã và giá cả để phù hợp với khách, cho khách hàng lựa chọn. Vấn đề niêm yết giá là công khai rõ ràng cho khách hàng. Xây dựng uy tín thương hiệu hiện nay không còn là một khái niệm mới đối với các doanh nghiệp. Ngay cả những doanh nghiệp mới thành lập hay những doanh nghiệp lâu năm có bề dày kinh nghiệm, các doanh nghiệp cũng luôn muốn xây dựng cho mình một nhãn hiệu khác biệt, tạo điểm nhấn riêng. Đơn cử như tại công ty Thái Châu Đà Lạt, hoạt động sản xuất kinh doanh các mặt hàng chủ đạo về cà phê, maca, cacao và các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế cạnh tranh của địa phương. Trong những năm gần đây, ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm, chú trọng đến nguồn nguyên liệu đầu vào, doanh nghiệp này còn xây dựng quảng bá thương hiệu, tạo dựng uy tín cho doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động kinh doanh của chúng tôi thì quan điểm của chúng tôi từ xưa đến giờ đó là luôn luôn là ưu tiên những cái nông sản chất lượng của tại địa phương và cũng như là làm thế nào sản xuất cũng như là cung cấp ra thị trường những cái sản phẩm mà uy tín, sản xuất mộc mạc và cũng như tôn trọng được những cái giá trị mà nông sản tại địa phương nó có ưu việt. Thì trong quá trình mà xây dựng cũng như là phát triển doanh nghiệp thì một trong những cái điều mà chúng tôi tâm huyết đó là chúng tôi luôn luôn gắn những cái nông sản của địa phương với khí hậu, thổ nhưỡng cũng như là liên kết với bà con nông dân để làm sao đó tạo ra được những cái chuỗi giá trị mà an toàn cũng như là đem lại những cái giá trị về mặt kinh tế, tạo điều kiện cho địa phương phát triển. Thực tế khẳng định, trong những năm qua, nhiều doanh nghiệp của tỉnh Lâm Đồng đã chú trọng hơn đến việc xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng của sản phẩm. Với quan niệm thương hiệu là yếu tố quan trọng để khẳng định chất lượng và uy tín sản phẩm, Lâm Đồng hiện có trên 13.200 doanh nghiệp đang hoạt động, tập trung chủ yếu trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp. Mỗi năm địa phương có trên 1.000 doanh nghiệp đăng ký mới. Cùng với sự phát triển đa dạng của các loại hình doanh nghiệp, sự phong phú đa dạng về chủng loại, mẫu mã cũng như tính cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường hiện nay, thì thương hiệu chính là yếu tố quan trọng giúp cho người tiêu dùng nhận diện sản phẩm của doanh nghiệp, từ đó tạo thói quen cho người tiêu dùng sử dụng. Thì thực ra là cái tiêu chuẩn thì thường bên Acom mình sẽ làm việc theo cái tiêu chuẩn của khách hàng người ta đưa ra. Như anh cũng biết thì bây giờ những ngoài cái chất lượng thì người ta còn yêu cầu nên những cái liên quan đến cái nguồn gốc xuất xứ, đó rồi cái an toàn thực phẩm. Thì bên mình cũng xây dựng những cái hệ thống để mà đáp ứng những cái nhu cầu đó của khách hàng. Việc xây dựng uy tín thương hiệu nhằm giúp cho người tiêu dùng biết đến và lựa chọn sử dụng. Đây chính là đòn bẩy tạo động lực giúp các doanh nghiệp từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong xu thế hội nhập. Với thông điệp thông tin minh bạch, tiêu dùng an toàn, vì quyền tiêu dùng sẽ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm hơn của các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, đồng thời quyền của người tiêu dùng ngày càng được đảm bảo.